tác giả hệ thâm niên quan trường tiểu thuyết tác giả, tác phẩm hơn ngàn vạn chữ, tác phẩm phong cách kỹ thực, khả năng đọc tính mạnh, phi vô não trang bức sản văn, thận nhập. Trên quan trường, ngươi lừa ta gạt, tào duệ thân áo vải, như thế nào mới có thể trổ hết tài năng làm thủy triều? Đây là một bộ sách quan trường chân chính, tác phẩm của tiểu hoa, tính lo diệt mạnh, tính cố sự mạnh hơn, tinh phẩm cam đoan. Chương 001 Đào hố bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 002 Đi theo ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 003 Ngẫu nhiên gặp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 004 Bình dị gần gũi bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 005 Ơn cha mẹ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 006 Tàn khốc thực tế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 007 Liên quan đến đại cục bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 008 Vấn đề lớn nhất Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 009 Còn phải cục trưởng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 010 Ngã bài bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test